Đấu La Đại Lục phần 2 tập 113, dưới các đấu giá xả phần 3 tuyệt thế đường môn. Người ra giá chính là Vũ Hạo. Khi thấy Vũ Hạo ra giá thì cả nhóm người của học viện Slane khác đều là chấn động. Cho dù mấy người không hiểu rõ hồn đạo khí như là Bối Bối, Từ Tâm Thạch, sau khi nghe cô nàng đấu giá Xu Hương Thanh Nhã giới thiệu, cũng là thấy rõ thanh đạo kia có vấn đề. Vậy mà Vũ Hạo còn có thể ra giá. Hơn nữa, tên nhóc kia còn chưa hỏi ý kiến của mọi người, hắn muốn làm gì đây? Tiểu sư đệ! Bối Bối nhíu mày lên tiếng. Hắn biết rõ ràng tiểu sư đệ của mình tuyệt đối là không phải là người dễ xúc động như thế này. Vũ Hạo nhìn vị đại sư huynh của mình với vẻ áy náy, sau đó quay sang nói nhỏ với Vương Ngôn. Vương lão sư, bạn ấy thông qua tinh thần thám trác, đệ tử đã cảm nhận được thanh hùng đa phệ linh ấy có vấn đề, nhưng đệ tử có cách khắc chế được điểm miếu của nó. Nếu đệ tử không nhìn nhầm, thì thanh đao khắc này được làm bằng kim loại cực kỳ là quý hiếm, gọi là sinh linh kim. Với tinh thần lực và thuộc tính băng cực hạn, đệ tử có thể cổ sửa hoàn toàn phần chớ chú còn xuất lại, tuyệt đối là đảm bảo không có vấn đề gì. Vương Ngôn nhíu mày rồi nói, Vũ Hạo, con đừng quá xúc động, chuyện này liên quan đến vấn đề tính mạng và tương lai của con, ta tuyệt đối là không thể để cho con xảy ra chuyện được. Vũ Hạo suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Vương lão sư, hay là thế này đi, trước tiên thì chúng ta mua nó đã, sau đó đợi khi trở về học viện, đệ tử sẽ nhờ viện trưởng hệ hồn đạo và sư phụ Phạm Vũ giám sát, khi mà đệ tử giải quyết chớ chú trên hành hùng đào này. Khi nào dám đảm bảo chắc chắn rằng chớ chú đã là được cổ sửa đệ tử mới sử dụng, còn nếu không làm được thì đệ tử sẽ là vứt bỏ cho. Cho dù là nó phủ đầy bụi ở hậu viện, số tiền lãng phí đệ tử sẽ là trả lại cho viện sau, có được hay không? Nghe hắn nói thế, Vương Ngôn cũng là có chút động tâm. Một thanh đao khắc lọt được vào bảng xếp hạng chỉ là có giá 10 vạn kim hồn tệ. Hơn nữa lớn như Vũ Hạo nói, nó có thể cổ sửa được sạch chớ chú, thì tính ra là lần này bọn họ lời to rồi còn gì. Từ trước đến nay, các thanh đao khắc lọt được vào bảng xếp hạng đao khắc rất ít khi được xuất hiện ở các phòng đấu giá, bởi vì nó đa số đều trở thành chí bảo của các gia tộc hồn đạo sư, thường thì sẽ là được truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có một ít kẻ phá xa chi tử mới đem ra bán đấu giá mà thôi. Ngày trước tôi xuất hiện ra một thanh đao khắc xếp hạng trong khoảng 20 mà giá đã là lên đến trên 1.000 kim hồn tệ rồi. Cho dù bỏ 10 vạn kim hồn tệ mua về cũng là không dùng được, thì ít ra ở học viện Slane khác cũng là đã có đến 3 thanh đao khắc lọt được vào bảng xếp hạng, như thế cũng không phải là chuyện xấu. Vương Ngôn nghĩ đến đây liền gật đầu với Vũ Hạo. Còn một nguyên nhân nữa mà hắn chưa nói ra chính là ở học viện Slane khác có một vài vị hồn sư hệ quang minh khá là mạnh. Nếu thanh đao này về đến học viện Slane khác cũng là chưa thể cổ sửa chớ chú, thì chắc chắn chẳng còn ai có khả năng làm nữa. Thanh hung đao kia được làm từ hồn đạo sư cấp 9, cũng là một tà hồn sư. Nhưng mà cấp bậc này ở học viện Slane khác chưa hẳn là vô địch. Hơn nữa, Vương Ngôn nhớ mang máng 3.000 năm trước, hình như ở học viện Slane khác giám sát đoàn có làm một nhiệm vụ khá là quan trọng và phải trả giá khá là đắt, mà đối tượng dường như cũng là một tà hồn sư khá là cường đại. Sau câu hỏi bàn nãy của Thanh Nhã, bên dưới đài cũng là không có ai ra giá nữa, vì rất có thể là lúc này bọn họ ra giá e là phải rước em hung đào này về. 10 vạn kim hồn tệ lần 1, cuối cùng Thanh Nhã đã lần lượt lặp lại giá 3 lần cho là xong thủ tục. 10 vạn kim hồn tệ lần 2, 10 vạn kim hồn tệ lần 3, thành giao. Dầm một cái, một tiếng búa đập lớn vang lên cũng chính thức tuyên bố, thanh hung đao kia đã thuộc về học viện Sửng Lành khác. Ít nhất lúc này nó chưa phải là của Vũ Hạo. Vũ Hạo thấy đã mua được thanh đao kia, trong lòng hết sức là vui mừng. Hòa Thái Đầu nghiêng người sang hỏi nhỏ với hắn, Vũ Hạo, sinh linh kim là thứ gì thế? Vũ Hạo vội vàng đáp, lúc trước đệ từng đọc được trong một bảng cổ tịch ở đồ thư quán, sinh linh kim là một loại kim loại rất là đặc biệt, bản thân nó đã có sẵn sinh mệnh rồi, chỉ là không có trí tuệ mà thôi, mà so với những kim loại khác có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Theo sách cổ nó viết, bên trong sinh linh kim ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng là khủng bố, có điều đến giờ vẫn là chưa có ai hoàn toàn nắm rõ phương pháp sử dụng nó mà thôi. Hòa Thái Đầu gãi đầu rồi nói, xem ra huynh phải đi học thêm nhiều sách mới được, trước giờ huynh chưa từng nghe thấy có loại kim loại đặc biệt đến như thế này. Vũ Hồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bản này những gì hắn nói hoàn toàn là không phải được đọc từ sách cổ, mà sinh linh kim kia e là cũng không phải thuộc về đại lục Đố La này, bởi vì những gì hắn vừa giải thích về thứ kim loại kia cũng là do vị tử linh pháp thánh thần vong linh thiên tại ý lại các từ kia nói cho hắn biết. Ngay khi tinh thần lực của Vũ Hạo bị hung đao phệ linh cắn trả, cũng là lúc thế giới tinh thần của hắn xuất hiện ra dấu hiệu nguy hiểm, cho nên toàn bộ những vị cường giả đang ngủ say ở đây đều là đồng loạt thức tỉnh. Trong đó, Thiết Mộng Băng Tâm là người nhạy cảm với tinh thần lực nhất, nên hắn là người đầu tiên tỉnh dậy. Khi đó, hắn đã nói cho Vũ Hạo biết, thứ đồ chơi gọi là hung đao phận linh kia rất là nguy hiểm, không dễ tiếp xúc được. Còn phản ứng của băng đế lại là hoàn toàn trái ngược. Làng nhìn thanh hung đao với vẻ dáng khinh thường rồi nói, thanh đao kia tuy rằng có chớ chú, nhưng mà Vũ Hạo có vốn cực hạn thuộc tính băng. Bên trong tinh thần hải còn có con sâu lớn am hiểu về tinh thần lực là Thiết Mộng Băng Tâm nữa.
Lên sẽ làm, không bị chớ chú ảnh hưởng đâu. Có điều, hắn khó mà sử dụng được thành đạo ấy thôi. Ngay lúc cả hai đang say mê tranh luận, thì từ linh pháp thánh thần, vong linh thiên tài, Y Lai các tứ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Từ sau lần trước, lão đang ngủ say nhưng mà lúc này vừa bừng tỉnh và trông thấy thành đạo kia lại vô cùng khiếp sợ. Sau đó, lão mới nói ra ba chữ, sinh linh kim. Những gì Vũ Hạo giải thích với Hòa tại đầu, đây là những lời khi mà đó Y Lai các tứ nói cho hắn biết. Còn ban nãy Vũ Hạo xúc động kêu giá cũng là vì Y Lai các tứ đã nói với hắn một câu, bất cứ giá nào cũng phải mua được thành đạo ấy, cho nên hắn chưa kịp hỏi ý kiến của Vương Ngôn đã là lập tức kêu giá rồi. Lúc này thanh đao đã đến bên tay rồi, thì Y Lai các tứ lại im lặng, nhưng Vũ Hạo có thể cảm nhận được ông lão thần bí kia đang kìm nén một cảm xúc vui mừng lẫn là sợ hãi. Bất kể là Thiên Mộng Băng Tầm hay là Băng Đế đều có chút kiêng kỵ Y Lai các tứ, nhưng bọn họ không lên tiếng phản đối, vì lần trước nếu không có lão ra tay, có lẽ Vũ Hạo khó mà toàn mạng sống sót từ tay tên hồ tà hồn xưa kia. Y Lai các tứ đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, thì làm sao bọn họ còn không thừa nhận được sự tồn tại của não nữa. Vũ Hạo, thanh khắc đao làm từ sinh linh kim này không phải tầm thường, đợi đến khi người có thể sử dụng thì ta sẽ giúp người giải quyết vấn đề của nó. Còn nó sau này một số vấn đề của người cũng là dễ xử lý hơn, mà một tia tàn hồn của ta cũng là không lo bị biến mất. Y Lai các tứ nói xong lại im lặng, lần này lão chỉ là cho một mình Vũ Hạo nghe thôi. Còn Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế có lẽ là đã bị lão dùng một kỹ năng đặc biệt ngăn lại rồi. Buổi đấu giá hôm nay có thể nói mọi người học viện Sơn Linh Các đều có thu hoạch rất là phong phú, nhưng đồng thời cũng là tốn cộng ít tiền. Vương Ngôn bảo mọi người về trước, còn hắn ở lại viết hóa đơn, chứng từ và nhận vật phẩm. Còn thanh phạ linh đao khắc của Vũ Hạo thì chỉ cần để lại thẻ bài cho Vương Ngôn là được rồi. Sau lần giao dịch này, cấp bậc của Vương Ngôn ở phòng đấu giá tinh quang đã làm thăng từ bạch cấp lên tử cấp. Lúc này hắn đã làm có tư cách tham dự các buổi đấu giá cấp 1 rồi, còn buổi đấu giá cao cấp nhất ở phòng đấu giá này chỉ dành cho những người hắc cấp trở lên mà thôi. Phạ linh đao khắc đã để lại cho Vũ Hạo một ấn tượng rất là sâu sắc. Nhất là lời của Y Lan các tư vừa nói lại càng làm hắn vui mừng hơn. Bản thân là hồn sư hệ tinh thần nên hắn là đặc biệt nhạy cảm. Mặc dù tinh thần lực của hắn kém xa ba người Y Lai các tứ, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế, nhưng hắn vẫn là phân biệt được, từ Y Lai các tứ chỉ là đơn thuần là thiện ý, còn Thiên Mộng Băng Tầm hay là Băng Đế vẫn là còn một chút gì đó xa cách. Cảm giác này chỉ là dần dần giảm bớt khi mà tu vi của hắn càng tăng cao mà thôi. Vì dù sao, bọn họ không còn đường lui nữa. Khi cả nhóm về đến Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm, Vũ Hạo cũng là không về thẳng phòng của mình, mà đi thẳng sang phòng của Vương Đông rồi gõ cửa. Ai vậy? Bên trong vang lên giọng nói của Vương Đông. Là ta về rồi. Cánh cửa lập tức hé mở, Vương Đông xuất hiện trước mặt Vũ Hạo với vẻ mặt có chút là thẫn thờ. Vũ Hạo cũng là không khách sáo mà đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại lo lắng rồi hỏi: Vương Đông, hôm nay ngươi bị làm sao thế? Vương Đông lắc đầu nhíu mày rồi nói: Chắc ngươi không tin, nhưng chính ta cũng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi mọi người nói về hồn đạo khí, thật lòng ta cảm thấy rất là khó chịu, trong đầu óc có một chút gì đó tự động bài xích hồn đạo khí. Cảm giác này rất là quái lạ và đặc biệt là không thoải mái chút nào, mà ta lại là không sao kháng cự được nó, cho nên ta mới quyết định trở về. Thật ra những gì Vương Đạo Sư nói hoàn toàn là chính xác, còn ta, dường như là ta không thể sử dụng hồn tạo khí nữa. Vũ Hạo giật mình, tình huống gì thế này, chẳng lẽ tinh thần hại của người bị gì rồi hay sao? Hắn vừa nghe Vương Đông nói lập tức là liên tưởng đến bản thân mình, không lẽ bên trong thế giới tinh thần của Vương Đông cũng là tồn tại một linh hồn khác hay sao? Hắn nhớ rõ khi mà bọn họ bắt đầu dung hợp vũ hồn, Thiên Mộng Băng Tầm từng nói hai người bọn họ là tam sinh vũ hồn. Hiện giờ hắn đang tin bản thân mình có ba vũ hồn rồi. Vũ hồn thứ hai là Bằng Bích Đế Hoàng Hạt, còn vũ hồn thứ ba mặc dù là không thể thêm hồn hoàn nhưng cũng là một vũ hồn thực sự. Còn Vương Đông, chẳng lẽ hắn cũng là tam sinh vũ hồn hay sao? Vũ Hạo tin Thiên Mộng Băng Tầm sẽ là không phán đoán sai đâu. Vương Đông, người tin ta không? Vũ Hạo đưa tay bắt lắm lấy bảo vai của Vương Đông rồi hỏi. Vương Đông ngẩn ngơ một lúc sau đó gật đầu. Dĩ nhiên, làm sao ta lại không tin người được? Vũ Hạo trầm giọng nói. Ngươi không biết ta là hồn sư hệ tinh thần. Ta khác với những hồn sư bình thường ở chỗ thao tác sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực của ta so với những người bình thường không thể nói là mạnh hơn rất nhiều, mà nó chứng dụng tinh thần lực gọi là tinh thần hải. Tình huống vừa rồi của ngươi không phải là chuyện đùa. Ta muốn vào tinh thần hải của ngươi kiểm tra một chút, có được hay không? Chỉ cần ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, thì chúng ta sẽ là kiểm tra được tinh thần hải của ngươi có gặp vấn đề gì hay không. Vương Đông nhìn thật sâu vào đôi mắt của Vũ Hạo rồi nói: Ta tin ngươi. Nếu thật sự tinh thần hải của ta có vấn đề thì phải làm sao đây? Vũ Hạo ngay lập tức đáp: Ta sẽ giúp người giải quyết. Về những phương diện khác hắn là không nắm chắc, nhưng về tinh thần lực hắn còn có Thiên Mộng Băng Tầm đây mà. Có kinh nghiệm phong phú từ Thiên Mộng Băng Tầm, cho dù là xảy ra vấn đề gì cũng là có thể xử lý đi. Huống chi bên cạnh hắn còn có Băng Đế giám sát nữa. Nghe câu trả lời của Vũ Hạo xong, Vương Đông gật đầu rồi nói: Được, vậy thì giờ ta phải làm gì? Vũ Hạo nói ngay.
Ngươi cứ nhắm mắt lại không được cử động, cho dù xảy ra chuyện gì hay là cảm nhận được cái gì cũng là không được kinh ngạc. Cố gắng giữ bình tĩnh, ta dùng tinh thần lực của mình tiến vào kiểm tra tinh thần hại của ngươi. Được rồi, Vương Đông gật đầu rồi nói. Vậy bây giờ bắt đầu được chưa? Vũ Hạo gật đầu đáp. Lập tức bắt đầu đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Vương Đông từ từ nhắm mắt lại, sau đó thả lỏng cả người. Hắn và Vũ Hạo có vũ hồn dung hợp kỹ nên rất là thân thiết. Giữa bọn họ đã là sớm có một sự tin tưởng không nói thành lời. Vũ Hạo hít sâu một hơi, sau đó lấy lại sự bình tĩnh. Lúc này Thiên Bộ Băng Tầm và Băng Đế đã tỉnh dậy rồi. Vũ Hạo cũng là đã hỏi ý kiến của cả hai, nhờ bọn họ giúp hắn xem xét tình huống. Nếu có vấn đề gì bọn họ sẽ là lập tức ra tay. Vũ Hạo buông bảo vai của Vương Đông ra, sau đó từ từ cúi đầu, đặt trán của mình lên trán của Vương Đông. Lúc này cả hai thậm chí là có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Cả người của Vương Đông khẽ run một cái, hai mắt hí hí nhìn Vũ Hạo. Này đừng có nhúc nhích, thả lỏng người đi, ta bắt đầu đây. Vũ Hạo nhỏ giọng dặn dò. Lúc này Vương Đông mới bình tĩnh trở lại, có điều sắc mặt hơi đỏ một chút. Tinh thần lực của Vũ Hạo nhẹ nhàng di chuyển, thông qua trán của Vũ Hạo mà di chuyển sang cơ thể của Vương Đông. Lơ xa nhau giữa hai mắt, trán và sừng mũi tạo thành hình chữ thập, chính là thiên linh căn của hồn sư, đồng thời cũng là vị trí của tinh thần hải. Cả hai tiếp xúc ngay vị trí này sẽ là dễ dàng di chuyển tinh thần lực giữa hai cơ thể. Bởi vì hai người có vũ hồn dung hợp kỹ nên cực kỳ quen thuộc với hồn lực của nhau. Vương Đông cũng là tin tưởng Vũ Hạo nên tinh thần lực quán cực kỳ là dễ dàng đi vào tinh thần hải của Vương Đông. Sau một năm khắc khổ tu luyện, Vũ Hạo với sự chỉ đạo của Thiên Mộng Băng Tắm, khả năng công chế tinh thần lực của hắn đã là ngày càng thuần thục. Tuy hắn còn chưa thể quản hết cả một vùng tinh thần hải khổng lồ kia, nhưng thao tác của sử dụng tinh thần lực cũng là có thể coi là tương đối khéo léo. Cho nên, hắn thông qua ấn đường truyền tinh thần lực sang cho Vương Đông cực kỳ dễ dàng, thoải mái. Còn Vương Đông, hắn chỉ là cảm thấy từ mi tâm truyền vào một cảm giác ấm áp. Sau đó tinh thần cảm thấy hơi hoảng hốt, cứ như là những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác vậy. Sau đó hắn cảm thấy bản thân của mình bị người khác nhìn trộm, hơn nữa là mình lại là không thể che đậy gì cả. Tinh thần lực của Vũ Hạo vô cùng là thuận lợi tiến vào bên trong tinh thần hải của Vương Đông. Ở đây cũng là một vùng toàn là màu vàng, khá giống với tinh thần hải của hắn, nhưng mà tinh thần lực so ra lại là nhỏ yếu hơn. Thành công rồi, Vũ Hạo trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Có lẽ là để lại hai tinh thần hải giao tiếp với nhau là một phương pháp chính xác. Nếu không tự nhiên là tiến vào rất dễ dàng làm cho tinh thần hải bị tổn thương. Mà chuyện này lại là càng chứng tỏ Vương Đông hoàn toàn tin tưởng hắn. Tinh thần hải có thể nói là một lời bí ẩn nhất của con người, cho đến nay vẫn là chưa có ai hoàn toàn hiểu rõ sự ảo diệu của nó. Cho nên Vũ Hạo dù đã là thành công, bước đầu vẫn là cực kỳ cẩn thận xử lý từng chút một. Hắn công chế tinh thần lực của mình, bắt đầu tìm kiếm vào sâu bên trong tinh thần hải của Vương Đông. Nhưng mà lúc này đột nhiên có một cỗ hơi thở cực kỳ là khủng bố từ lơ sâu thẳm trong tinh thần hải của Vương Đông nhẹ nhàng len lỏi ra. Cỗ hơi thở sừng sững như núi, uy nghiêm không ai sánh bằng. So với nó, tinh thần lực của Vũ Hạo chẳng khác nào như là muối bỏ biển. Chạy mau, Thiên Mộng Băng Tầm hoảng sợ kêu lên. Ngay sau đó toàn bộ tinh thần lực mà Vũ Hạo vừa thả ra lập tức là bị đánh bật trở về. Mặc dù đã là lường trước mọi hậu quả, nhưng mà lần này Vũ Hạo vẫn là cảm nhận được cả người mình bay ngược về sau đập vào tường. Mà mọi thứ cũng là đang dừng lại, vài giây sau hắn mới là từ từ trượt xuống trên nền đất.